chào anh chị ạ. Chào em. À chào em, anh có đặt phòng ở khách sạn mình rồi á. Anh cho em xin tên được không ạ? À, anh là Khánh. Anh chờ em một chút xíu đây. Anh chị đặt một phòng 5 đêm đúng không ạ? À đúng rồi em. Anh chị ơi, giờ nhận phòng của mình là 2 giờ chiều á, cho nên anh chị vui lòng chờ một chút được không ạ? À, bao giờ thì mình trả phòng vậy? À, giờ trả phòng là 12 giờ trưa anh. Vậy phòng của chị là giường đơn hay giường đôi vậy em? À, phòng của mình có một giường đôi á chị. Vậy có hướng nhìn ra biển không? Ôi tiếc quá, phòng này không có hướng nhìn ra biển chị. À, vậy thì em có thể đổi cho anh phòng khác được không? À, để em kiểm tra anh đi. À, anh ơi, cái phòng mà có hướng nhìn ra biển á là nó sẽ đắt hơn 200 ngàn anh. À, em thấy sao? Em thích phòng nhìn ra biển, thôi lấy đi. À, phải đổi anh phòng nhìn ra biển. Ok, anh chị chờ em một chút nha. Rồi, anh chị ơi, mình sẽ ở phòng tầng 6 nha, phòng 601. À, đây là chìa khóa phòng. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, cảm ơn em. Chúc anh chị có một kỳ nghỉ vui vẻ. Cảm ơn em. Cảm ơn anh chị. Chị ạ. Chào em. À chào em, anh có đặt phòng ở khách sạn mình rồi á. Anh cho em xin tên được không ạ? À, anh là Khánh. Anh chờ em một chút xíu đây. Anh chị đặt một phòng 5 đêm đúng không ạ? À đúng rồi em. Anh chị ơi, giờ nhận phòng của mình là 2 giờ chiều á, cho nên anh chị vui lòng chờ một chút được không ạ? À, bao giờ thì mình trả phòng vậy? À, giờ trả phòng là 12 giờ trưa anh. Vậy phòng của chị là giường đơn hay giường đôi vậy em? À, phòng của mình có một giường đôi á chị. Vậy có hướng nhìn ra biển không? Ôi tiếc quá, phòng này không có hướng nhìn ra biển chị. À, vậy thì em có thể đổi cho anh phòng khác được không? À, để em kiểm tra anh đi. À, anh ơi, cái phòng mà có hướng nhìn ra biển á là nó sẽ đắt hơn 200 ngàn anh. À, em thấy sao? Em thích phòng nhìn ra biển, thôi lấy đi. À, vậy đổi anh phòng nhìn ra biển. Ok, anh chị chờ em một chút nha. Rồi, anh chị ơi, mình sẽ ở phòng tầng 6 nha, phòng 601. Đây là chìa khóa phòng. À, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Chúc anh chị có một kỳ nghỉ vui vẻ. Cảm ơn em. Cảm ơn anh chị.